Vâng, và chắc chắn cái tình huống vừa rồi thì không chỉ mình tôi mà rất nhiều trong số các anh chị cũng gặp tình huống tương tự như vậy, đúng không ạ? Chúng ta đi làm về rất là mệt mỏi và chúng ta muốn có một ly nước mát để uống thôi, nhưng mà gì ạ, nước trong tủ lạnh thì quên không bỏ vào, đúng không ạ? Và đá ở trên ngăn đá thì gì ạ, để lẫn với rất nhiều những cái thức ăn sống, dẫn đến là có rất nhiều những cái mùi khó chịu mà chúng ta rất là khó để có thể uống được. Vâng, và không chỉ có vậy đâu, mà gì ạ, như với những thức ăn, đồ ăn sống để lẫn như thế này thì cái nguy cơ mà gì ạ, những cái vi khuẩn ở trong đồ ăn sống này hoàn toàn có thể là nhiễm vào trong đá của chúng ta, gây nên gì ạ, rất nhiều những cái gì ạ, vấn đề cho sức khỏe của chính anh chị. Đó là một vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý. Vậy nên là gì ạ, giải pháp ở đây chúng ta cần có là gì? Chính vì vậy mà gì ạ, những sản phẩm máy lọc nước nóng lạnh đã ra đời để phục vụ cho cái nhu cầu là sử dụng nước nóng và nước lạnh một cách nhanh chóng và an toàn, để phục vụ cho những nhu cầu như vậy của các anh chị và của chính tôi. Và đây chính là giải pháp vừa mang lại cái tính tiện ích, lại vừa mang lại cái tính an toàn tuyệt đối cho chúng ta khi mà gì ạ, chúng ta cần sử dụng nước nóng cũng như là nước lạnh mỗi một ngày đi làm về. Thay vì việc chúng ta phải gì ạ, vất vả để lấy đá để uống, đúng không ạ, chúng ta phải vào tủ lạnh quên gì ạ, để nước, thì chúng ta chỉ cần đơn giản là vào máy lọc nước nóng lạnh và gì ạ, chúng ta lấy cho mình một ly nước lạnh, đúng không ạ, rất là tiện lợi, một ly nước mát lạnh lấy ra từ máy lọc nước Watech nóng lạnh. Và cho chúng ta một ly nước, không chỉ là gì ạ, một ly nước thông thường, mà sản phẩm này còn cho chúng ta một dòng nước có tính chất là gì ạ, nước tốt, có tính kiềm, có hydrogen, giúp cho gì ạ, tăng cường sức khỏe, trung hòa axit dư thừa trong cơ thể, bảo vệ cơ thể, ngăn ngừa lão hóa, đúng chưa? Một cái sản phẩm hết sức là tuyệt vời. Và gì ạ, không chỉ có vậy, đúng không ạ, chúng ta còn có nước nóng để phục vụ cho chúng ta với nhu cầu mà khi gì ạ, chúng ta về đến nhà vào mùa đông lạnh, đúng không ạ, chúng ta cần một ly nước nóng thì sao ạ? Chúng ta sẽ ngay lập tức là gì ạ? Sẽ có cho mình một ly nước nóng để phục vụ cho việc pha trà, pha cà phê, hay là chỉ cần một ly nước ấm để uống để gì ạ? Giúp cho đánh tan đi cái lạnh của mùa đông. Vậy nên là gì ạ? Đây chính là một sản phẩm rất là cần thiết ở trong mỗi gia đình. Mặc dù gì ạ? Chúng ta đã có những cái tủ lạnh, đúng không ạ? Mặc dù là chúng ta đã có những cái tiện ích khác, nhưng gì ạ? Tiện ích về sản phẩm máy lọc nước nóng lạnh là một tiện ích mà không thể thiếu trong mỗi gia đình, và chúng ta nên sắm một những sản phẩm như thế này để gì ạ? Vừa an toàn, vừa bảo vệ sức khỏe, lại vừa có nguồn nước tốt để sử dụng. Vâng, và nếu như gia đình anh chị chưa sở hữu một sản phẩm tiện ích như thế này thì anh chị hãy lựa chọn cho mình ngay một sản phẩm máy lọc nước Watech nóng lạnh để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Cảm ơn các anh chị đã xem video của Thiếu Nước. Chúc các anh chị gia đình thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.